Nhảy xuống luôn, nhảy luôn đấy. Đứt cương đứt. Lấy vợt vào mà. Rồi. Ô ô ô ô. Chuột rồi sao ấy. Chuột rồi. Chuột rồi. Cầm luôn cái len lên. Cầm len bao bốn cân đấy. Cầm luôn cái phao lên để nó cầm. Biết thế lúc đấy mình thẳng cân. Chuyến. Thả hết cân ra rồi. Thả đấy. Nó không biết mới, nó người nó không biết mới đâu đấy. Ui, ôi, ui anh ơi, cá tô. Ui, ghét gì, ui. Chúng mày là nhắm cân quá. Con dâu à? Nhắm cân nó làm gì? Này, con này nó yếu. Ôi, đi rồi, chạy lên. Ôi da, con rồi. Ô, nhìn nhắm cân xuống. Quái Ui, em vui rồi. Mày vui mà đây. Ui, ui, món à? Ủa. Đấy, đấy. Không nói để từ cua. Đúng chưa? Con cá nào ổ ao mà nó trâu như cái con này. Chưa? Anh em mình không bắt cá bé, phải bắt cá to. Bây giờ chúng ta mang con này lên để om về kho quả ngọ nhé mọi người nhá. Con này giờ rơi vào độ tầm 4 cân rồi đấy. Sáng mà con này dẻo nhờ. Đấy, đây là quả cọ anh em mình lấy về nhá mọi người nhá. Còn đây là đây cho mọi người xem kỹ này, giống quả chám mọi người ạ, giống quả chám hết đấy, ăn giống luôn đấy. Còn đây là con thủy quái mau để câu được nha mọi người nhá. Đấy, với hết cả người. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành làm một cái món là lạ thủy quái om quả cọ, gọi là kho tàu ngầm om quả cọ. Đấy, bây giờ vặt cái này ra, đúng như tàu ngầm nó lôi mình cái chảy gì ạ. Mình sẽ nấu theo kiểu như kiểu chám nhá, mà chám mình cũng chưa nấu bao giờ. Mình đưa ỏm mà ỏm nước sôi với quả cọ này trước, xong rồi bắt đầu mình sẽ kho cá, xong rồi mới cho xong là cho vào kho chung với cá nhé. Nấu nước sôi chục. Đấy. Ôi dán cá quăng. Thôi không dám để xem nó giữ nguyên xin ra quả cho bố. Này, cái này láo thật. Ra đây. Và đây nó học kinh khủng. Ui nhiều thế, thế mà lấy hẳn bao nhiêu rồi, nó tí nó cả lấy. Ăn nồi kho. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu chế biến cái món cá kho cọ nha mọi người nhá. Nó để đổ vào đây để ỏm. Mình sẽ đổ cái quả. Mình sẽ từ cho nước vào đây đã. Ỏm và 2-3 nước vào nữa. Ỏm 1 nước. Ủa này vào 2-3 nước. 2 nước vào. Rồi, đổ tất vào. Đấy. Sẽ ỏm qua để cho cái độ chát của cái vỏ nó đấy nhá. Còn trong lúc đấy thì mình sẽ chế biến cái món cá, cho nước sôi vào luôn cho nó đỡ tanh. Cái món cá mình sẽ cho vào mình kho trước để tí nữa cho kia vào sau, cho ít gừng để cho nó đỡ tanh. Cá nó khá là tanh. Đó. Thịt nó rất là dài nhé, cái cá này ở ao này khang lâu năm nên là nó rất là ngon, nó không bị mỡ đâu, không có tí mỡ nào luôn nhé, ít mỡ. 2 miếng 3 miếng. Bốn miếng 5 miếng 6 miếng. Rồi mình sẽ kho tầm chừng này thôi, để chỗ để còn tí nữa mình cho chám vào. Không có vung vào đây rồi anh nhỉ? Hả? Không vung mà. Kìa, to đấy, đấy không vừa. Đấy. Đây vùng đây vị ở này. Đúng là đúng. À không được. Được. Rồi mà mọi người chờ một tí nhá để ỏm chám xong đã. Sau khi ỏm chám được khoảng tầm 15 phút thì mình thay nước rồi nhá. Tiếp tục ỏm khoảng tầm 10 phút nữa rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái chám ra để cho vào cá nhé mọi người nhá. Đấy, rồi. Nó cái màu nó màu sắc nó chuyển sang cái màu vàng vàng đen đen rồi. Mùi thơm lắm. Đấy. Cảm giác mùi nó thơm hơn rồi đó. Nó mềm hơn một tí thôi. Thôi mình nghĩ nó vẫn chát. Mình sẽ cho vào đây luôn, kho cùng cá luôn cho nó đậm vít luôn. Đó. Mình sẽ ninh vào để cho nó nhừ thôi. Các bạn là lần đầu tiên mình nấu món này chả biết nấu kiểu gì nữa. Mình cứ nấu như kiểu bình thường thôi. Cho nước hàng vào là xong. Rồi, chọn tất rồi. Một nồi đầy luôn. Đó. Ok, bây giờ chỉ đợi thôi nhá. Gia vị thì mình đã cho rồi. Ok. Còn cái món quan trọng mọi người biết món gì ạ? Cái dạ dày con cá. Dạ dày con cá đấy đấy. Với ruột con cá chim. Cho nốt vào. Gan. Ok. Đây nồi. Đó, mình ninh được khoảng tầm 40 đến 50 phút rồi nhé mọi người nhé. Đấy, ui. Trông rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho ra để thưởng thức cùng anh em xem cái món này có ok không nhá. Ai da. Ok đã. Đó, ra đây. Đó, anh em Chút. Đấy, lấy cái lót trong đây, lấy cái mâm hay cái gì lót trong đây. Quá láo. Cái chỗ ăn được cái trùng ấy. Đây Tá ơi. Nhìn tốt. Tá ơi. Nhìn thơm thơm rồi. Hai Chiến à, thử Chiến cái món này xem thế nào nữa. Cũng đặt vào sang đâu rồi. Linh ơi. Dạ. Cá. Ui trời. Tuyệt vời chưa. Tuyệt vời. Mùi chám nó thơ mùi quên mình. Mình từ lúc cứ gọi là chám. Quả cọ thơm đặc mùi. Sao quả cứng thế? Ôi giời, cứng lắm. Quả cọ nó phải quả nha chứ. Đấy. Ồ. Cứng lắm này. Anh nấu lâu quá nhỉ? Không phải nấu lâu rồi, phải nhúng ra chứ. Mềm chứ nhỉ? Mềm á? Cắn vào là mềm. Không. Bóp này nó phải quả nha cơ. Chát lắm. Này ăn dính răng lắm. Dính răng đấy. Bác thử cá chám này. Cá cọ. Không biết là do anh em mình không biết làm hay là cái quả cọ này là cái quả cọ khác. Này cho chị em được ăn rồi luôn. Quả cọ nếu mà chín màu đen ấy thì là quả cọ khác đúng không? Quả cọ nếp đúng không? Quả cọ này là cái quả cọ gì hay sao ấy. Tức là nó không chín được màu đen rồi. Mình chặt những cái chùm khác xuống ấy là nó rụng. Nó rụng gần hết rồi. Tức là nó chuyển sang màu như thế này là nó bắt đầu rụng rồi nhá. Nó kiểu nó già đấy, nó bắt đầu rụng. Còn quả cọ nếp hình như là nó chín nó màu đen hay sao ấy. Quả cọ này ăn nó chát lắm. Thôi xin phải là quả câu. Thôi, thỉnh thoảng bây giờ sẽ chuyển sang cái món cá. Chuyển sang cái món này. Chuyển sang món cá thịt cá ở dưới á. Coi ra đây trong đây một rửa. Công cái này là cái dạng dày. Công em bắt được ấy. Bắt được. Giòn quá rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Cá thì lại ngon. Ngon lắm. Đây bong bóng này. Bong bóng này. Đấy. Đấy. Đấy bong bóng này. Không bóng to hết nhỉ? Đấy, nó để đi chát đúng không? Đây. Có bây giờ lôi chẳng thấy trời chưa? Lôi cao ảo. Đây là cái quả mà mình cạo ra nhá. Nó màu như thế này. Đấy, mình sẽ ăn thử cái quả này xem nó có chát không hay là tại vỏ. Bôi vỏ hết tay á. Tôi bôi vào dòng. Chát lắm. Hay là anh em mình không biết nấu, ai biết nấu cái quả này cái con ăn ở phía dưới chỉ anh em mình mới nhá. Anh cứ nướng cá lên để ăn thử cá này. Rồi. Cá này nhá. Cá này ngon. Từ từ. Sợ cá nó mềm quá rồi. Ỏm riêng rồi. Ỏm riêng rồi. Ui, cá nó nhũn ra rồi mà quả cọ không nhũn nhá. À đi. À. Tao lấy cái đĩa, cái bát đây. Đây cái âu đây. Âu. Cá nhũn ra rồi. Đấy chú. Đấy, thưởng thức cá đấy. Đâu? Tưởng con cá em câu em. Ai à? Dâm cao à? Ê, dạ. À đi. Ngon quá. Ở đây này. Anh ơi, phải ăn cái nông này, nông này. Đó, không mình lấy bác thôi ăn. À đi. À, cá kho cái quả này nó không mình lấy hay là mình kho chưa được nhỉ? Hay là kho nhúc nó ra nhỉ? Đấy, thế cho anh mà đưa đấy. Đấy, đo mình nông dũng bảo. Nông béo ngon luôn ạ. Mới đầu người nhá. Hay là phải kho nhũn ra nhỉ? Chắc là do có thìa không nhỉ? Thìa trong kia. À, chắc là do anh em mình kiểu không biết nấu hay là thế nào đấy. Nó chát lắm. Tí nữa mình sẽ ninh nhũn lại xem ăn được không. Còn ăn được không anh? Chát lắm. Cá thì ngon. Cá thì ngon. Mới để cho nó. Nó quạt nó quạt nhau luôn mà không bổ thế nào ấy, không bổ nhỉ, cùng chát anh quả này không chát, anh ăn gì cũng chát, ôi nó quả này không chát đâu, nhưng mà nó cũng bột nào, nó không bùi không béo như trên mạng đồn đoán. Đây quả này ăn rồi, ăn không khác gì quả chám luôn, đúng không? Chám ăn không quả này nhá, bóc lắm, cái vỏ bách ra luôn, chát này, bách ra luôn. Chát đúng không? Ăn kiểu răng nó cái kiểu nó cũng quấy mà rát nó hết ấy rồi. Hôm nay ngày mưa gió anh em mình nói chung là thử cái món này xem là thế nào. Nếu mà sau để mình kiếm cái quả cọ chín màu đen này thì sẽ làm lại một cái món khác nhé, có thể kho thịt cho ngon không? Còn hôm nay cái món chán này thì không thấy ngon lắm, cũng chắc là do anh em mình không biết làm, ai mà biết làm chán thì comment ở phía dưới chỉ anh em mình để anh em mình làm nhé. Hôm nay mưa gió mày qua mau đêm tôi con cá nó còn sẩy với con cá trắng đen cơ. Rồi. Tiếp nhé, con cá trắng đen luôn. Câu nó khá là đỏ. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Tôi không đúng rồi. Không phải là đỏ. À. Đó là chẳng có ấy. Tin quá. Chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đem cái món này kho lại một lần nữa, nếu mà thấy ok thì mình sẽ gửi ở sau clip nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy clip anh em mình hay, like và share một comment, đăng ký kênh YouTube bên cạnh nhá. Bye bye.